chào cả nhà. Vậy là món kẹo hồ lô hoa quả của Hoàng My và bạn Chip đã được hoàn thành rồi. Xin mời mọi người nha. Đây là kẹo hồ lô nho. Rất giòn. Yeah, đây là một chiếc kem dưa hấu nè. Chiếc kem dưa hấu mình làm riêng để tặng cho bạn Chip. Tặng bạn Chip nè. Trông rất là đẹp luôn. Mọi người hãy xem. Mình sẽ ăn thử của Quýt nào. Mẹ mà cũng có một chút đường thì nhớ. Xin mời các bạn một chiếc kẹo mút bằng quả ổi. Một chiếc kem dưa hấu cực to luôn. Xin mời mọi người nha. Một chiếc kem dưa hấu cực to luôn nè. Chắc chắn là sẽ rất là ngọt ngào luôn. Cũng ngọt ngào. Siêu ngọt ngào á. Ở đây thì mì cũng đổ đường vào nhưng mà nó không bám giữ được bởi vì là dưa hấu thì nó chảy rất là nhiều nước, thành ra là lớp đường không bám giữ được, chỉ có một chút đấy.
rất là ngon. Sau khi mà làm xong thì mì có cất vô tủ lạnh để cho cái lớp đường nó đông cứng lại, và cũng là để đồ ăn được mát và ngon hơn. Và bây giờ thì Mi và Chip đã rất là no rồi. Chúng mình sẽ phải dừng bữa ăn tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nhé. Và nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ hai mẹ con mình nhé. Thank you. See you again.